Cô trả bò giống như Nguyễn Mang Thích Chí Long. Xin chào quý chị các bạn nha. Hôm nay có gì cái cặp cái này là 24 triệu nha. Cặp cái kem nha. Cái qua nó rất là to, rất là dễ đẻ nha. Cặp này 24 triệu. Cặp cái này nằm 6 tháng tuổi nha. Hai con hóc kem, con kem vàng, con kem trắng nha. Kem trắng thì đầu tuổi nha. Ăn rất là mạnh đây nha, cặp này 24 triệu nha, con 12 triệu. Cặp cái này 24 triệu. Đây, xương sốc cũng lớn mọi. Còn có cái chữa đồ đủ thứ nha cô chú anh chị, muốn tới xem bò nào cũng được nha. Thì mình quay một cặp đực Barbie nha. Cặp Barbie đực đít muối nè. Con đực Barbie đen, thì một con đực Barbie kem nè. Đủ có khía luôn. Rất là lực. Ồ, cũng ăn đấy cưng. Bò này năm 5 tháng rưỡi tuổi nha. Chưa được 6 tháng tuổi. Cặp này 35 triệu. Barbie này Barbie F2 bò độ nha. Cặp này 35 triệu. Con 17 con 18 nha. Xương sốc rất là lớn. Kích thoát biết kích. Đây con Barbie đen. Cặp này 35 triệu nha cô chú. Cặp đực nha. Cặp này là cặp đực Barbie F2 cặp đực. Đít muối luôn. Cặp này 35 nha. Cặp đực này 35 triệu. Bò cái chữa miệng con gì có đủ nha, hôm nay bò được Barbie gì cũng nhiều đó. Còn quay lại cặp cái nha, cặp cái này 24 triệu nha cô chú anh chị. Cặp cái kem nè. Con kem trắng, con kem vàng nè. Bò này mỏ đỏ hết nha. Rồi chúc cho cô chú chị mình chăn nuôi thành công nha. Hôm nay việc lô bò được Barbie kem Pháp gì đủ hết trơn. Rất là đông nha.